Ok, welcome back. Chào mừng các bạn đến với WH Question Part 2 Lesson 2.2. Chả biết 2.2.1 làm nhà này chẳng lắm. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn về WH Question và một vài cái thuật ngữ trong ngành may. Như thường lệ chúng ta sẽ đi grammar. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về thì hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, ví dụ như là I'm speaking, ví dụ tôi đang nói. Thì cấu trúc của nó sẽ theo dạng là động từ to be cộng với động từ thêm đuôi hình. Ok, rất đơn giản, ví dụ như là I đi với em. Thì ví dụ như là I'm learning English. Ta đang học tiếng Anh. Ví dụ như đặt câu hỏi là what are you doing? Mày đang làm cái gì đấy? What you doing? I am learning English. Really? Yes. He, she, it đi với is, các bạn biết rồi, bài đầu tiên rồi nhá. You, with, they đi với are. Đơn giản thôi, I cộng với động từ to be cộng với động từ thêm doing cộng với các vế sau nó. I'm learning English. She's going to the workshop. What are you doing? What you doing? Ok. Dễ không? Rất dễ nhỉ. I'm speaking English. I'm learning English. I'm sleeping. I'm doing something. Rất đơn giản, chỉ cần chủ ngữ cộng động từ to be và cộng với doing sau động từ. Còn một vài cái cấu trúc như là gấp đôi đuôi rồi các thứ lằng nhằng các bạn không quan tâm, sai cái đấy cũng chả chết người được. Cái quan trọng là các bạn chỉ cần chưa đúng là I đi với em, he, she, it đi với is và you with they đi với are, hết vị. Ok, không quan tâm những cái thứ lằng nhằng vớ vẩn làm gì cả. Ok, một vài cấu trúc hôm nay chúng ta sẽ học need. Sau need sẽ là một động từ có to, tức là need to do something, chứ không thể là need do something được, phải là need to do something. I need to tell you this. I need to tell you this. Tôi cần phải kể với mày chuyện này. I need to ask you this. Ta cần phải hỏi mày cái việc này. Ok. How many? How many là dành cho hỏi là có bao nhiêu, nhưng mà dành cho danh từ đếm được. Thì danh từ đếm được là cái gì? Nước không phải là danh từ đếm được. Ok, đếm được ví dụ như chia thành chiếc rõ ràng, măn tiền cũng chỉ đếm được nhưng mà lại không được vào many đấy, bởi vì tiền nó một cái số lượng, ví dụ không thể đếm thành 1 tiền 2 tiền được. Ok, thế nên làm tiền được chia vào số nhiều, số ít không đếm được. Thế thì bây giờ tôi có how many, các bạn có thể hỏi với lại cái bút, các bạn có thể hỏi với máy may, hỏi với công nhân, ví dụ như là how many pens do you have? Mày có bao nhiêu cái bút? How many operators do we have? Chúng ta có bao nhiêu công nhân? Ok. How much time? Time là thời gian không đếm được nhá. How much money do you need? How much money do you want? Mày cần bao nhiêu tiền? How much money do you need? Ok. Và how much thông thường là dành cho tiền. Ok. Đó là grammar. Nhớ thì hiện tại hoàn thành, hiện tại tiếp diễn rất đơn giản thôi. Động từ thêm doing kết hợp với chủ ngữ cộng với động từ to be liên quan đến nó. I am, he, she, it đi với is và you with they đi với are. Muốn phủ định nó chỉ cần thêm not và sau động từ to be, và muốn đảo thành câu hỏi thì chỉ cần đảo cho động từ lên. Am I speaking? Có phải ta đang nói không? Nghe có vẻ khùng đúng không? Is she going to the workshop? Cô ta đang đến xưởng à? Yes, she is. Thì câu trả lời là yes, chủ ngữ cộng động từ to be thôi, hoặc là no, chủ ngữ cộng động từ to be thêm not. No, she isn't. Ngữ pháp đơn giản. Ok, vocabulary. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài từ mà có thể các bạn đã biết rồi, nhưng mà chúng ta vẫn cần nói chuyện với nhau. Một từ nóng hổi là COO, Chief Operating Officer. Gần đây nhất thì các bạn có thấy được là COO của Facebook sang thăm Việt Nam. CEO là một người mà quản lý toàn bộ cái việc vận hành một tổ chức, báo cáo trực tiếp cho CEO là thằng tổng. Ok, chính vì thế là COO có quyền lực rất lớn, chỉ có sau mỗi CEO thôi. Chief Operating Officer và CEO là Chief Executive Officer. Ok, từ officer ở nước ngoài người ta gọi là sĩ quan, dành cho những viên cảnh sát gọi là sĩ quan officer. Còn Việt Nam mình officer là nhân viên văn phòng. Đấy, thực ra nó cũng không có gì đặc biệt cả. Available là rảnh, là có sẵn. Trong một vài cái nơi, một vài cái trang Excel hoặc là nơi các bạn nhìn thấy là từ NA này là not available, là không có sẵn. Ví dụ cái dạng tài liệu nó ghi là NA tức là không có sẵn, not available, không có sẵn có. Designer là nhà thiết kế, người thiết kế. Customer là khách hàng. Prepare là chuẩn bị. Find là tìm kiếm. Find, nhớ nhá, find là tốt đẹp, còn find là tìm kiếm. Build, building, building là tòa nhà, ok. Available, CEO, designer, customer, prepare, find, building và COO. Ok, đó chính là một vài cái từ mới ngày hôm nay các bạn nhớ không? Kỹ mấy cái từ mới để mình nói chuyện nhau hay nhá. Nào sang phần dialogue thôi. Dialogue không có gì đặc biệt cả, dialogue vẫn đơn giản lắm, siêu đơn giản thôi. Chúng tôi sẽ đi từng phần một. Sẽ là you và Tom, nhưng mà bởi vì trong hai bài trước tôi phải gọi ra bằng sir nên tôi cảm thấy không được thoải mái. Nên từ bài này trở đi tôi sẽ đổi lại và tôi sẽ thành sir và nó sẽ là nhân viên của tôi. Ok. Của mình mà mình phải khổ. Ok, you and Tom. Các bạn có thể lấy bằng vai tôi cũng được, mà bạn thay Lynn là bằng tên các bạn thôi. You là hi Tom, hi Lynn, how are you? I'm good, thanks and you. Các bạn đã thấy tôi bắt đầu thay bằng good rồi nhá. Tôi không dùng từ fine nữa đâu. I'm good, thanks and you? Great, thank you. Tom, do you know where Tomat is? Ở đây các bạn để ý này, do you know là câu hỏi rồi, chính vì thế đằng sau các bạn phải chia một cái cấu trúc câu bình thường chứ không thể là do you know where is Thomas được, phải là do you know where Thomas is, ok? He's in the meeting now. He's in the meeting now. When is the meeting finished? Khi nào thì cái cuộc họp này kết thúc đấy? I'm not sure. How long does it take? How long does it take là một cấu trúc để hỏi khi là hỏi về cái gì. Nó sẽ diễn ra trong vòng bao lâu, kéo dài trong vòng bao lâu. How long does it take? Nó sẽ diễn ra trong vòng bao lâu vậy? 1 hour. It may be ended at 10 a.m. I hope so. Are you in urgency? Urgency là khẩn cấp. Not really, but I need to ask him something. Okay, I'll call you when he is available. Thank you so much. You're welcome. Bye bye. Bye bye. And then Tom. Okay, one more time. Repeat after me. Listen to me and then repeat after me. Hi Tom, hi Lynn, how are you? I'm good, thanks. And you? Great, thank you. Tom, do you know where Tomat is? Oh, he is in a meeting now. When is the meeting finished? I'm not sure. How long does it take? 1 hour. It may be ended at 10 a.m. I hope so. Are you in an urgency? In an urgency. Not really, but I need to ask him something. Okay, so I'll call you when he is available. Thank you so much. You're welcome. Bye. Bye bye. Okay. Đoạn thứ hai, đoạn thứ nhất này không gì đặc biệt đúng không? Ở đây có một cái cấu trúc thì nó gọi là thì passive voice, tôi sẽ dạy các bạn ở bài sau. Urgency là khẩn cấp, một sự khẩn cấp. Urgent là khẩn cấp, còn urgency là sự khẩn cấp. Ok. Ở đây các bạn không còn như này được thì là are you urgent? Are you urgent hoặc là thôi để thế này cấu trúc để cho nó hay. Are you in urgency? Ok. Not really, không hẳn. But I need to ask him something. Ask him something. Okay, đoạn thứ hai. Hello Tracy. Hi Lynn, how are you? Good, thanks. And you? Great, thank you. Tracy, is Jason off today? Off là vắng mặt là nghỉ á. No, he isn't. Do you know where he is? I don't know, but maybe the second building. Today we have a customer's visit. Oh, which customer? Lynch and Design. When will they come? 9:30 this morning. How many people are they? The CEO and designers. Wow, that's a big visit, isn't it? Sure, that's why we need to prepare carefully. Okay, I'll come and find him there. Good luck. Thank you. Have a nice day. You too. Bye bye. Đoạn này bắt đầu hay rồi đấy đúng không? Đọc lại này. Hello Tracy. Hi Lynn, how are you? Good, thanks and you? Great, thank you. Tracy, is Jason off today? No, he isn't. Do you know where he is? I don't know, but maybe the second building. Today we have a customer's visit. Oh, which customer? Lynch and Design. When will they come? 9:30 this morning. How many people are there? The CEO and designers. Wow, that's a big visit, isn't it? Sure, that's why we need to prepare carefully. Okay, I'll come and find him there. Good luck. Thank you. Have a nice day. You too. Bye bye. Nào, ở đoạn thứ hai này sẽ có một chỗ các bạn cần lưu ý, đấy chính là That's a big visit, isn't it? Tôi sẽ đưa trên này để làm nó như kiểu là ngữ pháp cho bạn, nhưng mà đây là câu hỏi đuôi. That's a big visit, isn't it? Đó là một cái cuộc họp, một cái cuộc viếng thăm rất là quan trọng, có phải không? Isn't it? Nhấn mạnh lại cái việc that's a big visit, ok? Prepare là chuẩn bị, sau động từ thì chúng ta phải có trạng từ là careful. Careful là tính từ, còn carefully là động từ, là trạng từ. That's why we need to prepare carefully. Ok. Đó, chúng ta vừa mới đi về dialogue càng ngày càng thú vị hơn rồi. Chính vì thế các bạn cần dành nhiều thời gian để tập trung hơn, để có thể rèn luyện, tập luyện và thực hành những cái bài này nó tốt hơn, và nói với cường độ và ngữ điệu nó hay hơn và nhanh hơn. Ok, chúng ta sẽ kết thúc bài part 2 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở part 3. Bye bye.